rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Những bạn trẻ, những bạn đang có nhu cầu về tìm hiểu xe, những công nghệ xe ô tô hiện đại ngày nay. Mình là Sinh, đại diện từ đại lý Chevrolet. Đối diện các bạn đây là chiếc bán tải Colorado. Đây là chìa khóa của nó ha. Với các bạn thấy đây là một cái màu rất là đặc biệt, màu mới bên mình. Chiếc bán tải này thì được nhập khẩu chính xác của nó hoàn toàn nguyên chiếc từ nhà máy Thái Lan và được Chevrolet Việt Nam phân phối toàn sản phẩm cho khắp thị trường Việt Nam mình. Đối diện chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có đây là dòng xe Chevrolet dòng số sàn 2 cầu. Mình đi qua một vòng cho các bạn cùng tham khảo ha. Các bạn thấy cái màu cam mới này như thế nào so với những cái lần ra mắt như các cái phiên bản hàn hẹp lần trước? Mình thấy đây là một phiên bản rất là đặc biệt, cá tính, không đơn thuần như những màu đỏ, màu trắng hoặc là màu đen thuần túy, gọi là những màu truyền thống. Chúng ta đây có một cái màu cam rất là cá tính. Xe thì trang bị rất là đầy đủ, từ đèn pha, đèn sương mù. Hình như trước được mạ chrome rất là sáng này. Cái logo đặt ở giữa này thì tạo một điểm nhấn cho xe mình. Nó gọi là, theo quan điểm của mình, đây là một cái quà tặng, một cái chiếc nơ nhỏ đối với chủ nhân xe của nó. Đây là thùng hàng của nó, là cabin của nó này. Với trọng lượng chở hàng của xe này mình lên được là 650 kg, thì các bạn có thể phục vụ tốt nhu cầu kinh doanh ở nhà của mình hoặc là những cái công việc hàng ngày của mình. Đây là khoang nội thất ở hàng ghế sau. Ồ, mình thấy đây là một chiếc bán tải nhưng mà nó lại mang đặc tính phục vụ nhu cầu cá nhân khá tốt. Đó. Khoảng cách từ trần xe rất là rộng rãi. Khoảng đầu gối ở phía trước cũng rất là rộng. Mình thấy ở đây thì chúng ta có thể đi được là 5 người. Xe được trang bị trên này đầy đủ. Nói chung là mình thấy như không gian như trong này thì chúng ta có thể đi được đường dài tầm từ 400-500 cây số là chuyện rất là bình thường, có thể hơn. Và với cái đặc tính nhu cầu đi lại hàng ngày của tất cả các bạn thì mình thấy đây là dòng xe phù hợp, vừa phục vụ nhu cầu cá nhân, vừa phục vụ nhu cầu đi lại, nhu cầu công việc của mình nữa. Vì nó vừa chức năng là bán tải, có thể chở được những hàng hóa này, mình làm những công việc rất là đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi. Chúng ta thấy ở đây là cái phản sáng gầm của nó rất là tốt, vượt đúng mọi cái địa hình. Chúng ta cùng bước vào cái khoang nội thất ghế lái phía trước ha. Đây các bạn, chúng ta đang ngồi trong cái hàng ghế phía trước, gọi là cái chỗ mình ngồi đây thì gọi là hầu như các bạn nào mua xe đều quan tâm, đó là hàng ghế tài. Đây các bạn, trước mặt đây bạn, đây là cái vô lăng của nó này. Mình thấy cái vô lăng của nó rất là chắc chắn, rất là tốt. Để mình cắm chìa khóa lên để máy thử các bạn nha. Xe này thì được trang bị là động cơ của nó là Duramax 2.5, mang công suất tới là 160 mã lực. Đó. Hộp số nó là hộp số sàn, mình có thể tự do đi lại theo đúng cái cung đường và đúng cái cảm xúc của mình được. Kèm theo đây là cái chế độ dài gài cầu tự động, gài cầu điện. Mình có thể là nhu cầu chở hàng của mình cao thì mình có thể đi ở những cái cầu hai cầu nhanh hoặc là hai cầu chậm,
Hoặc là nếu mà chúng ta đi đường trường á, chúng ta có thể đi là một cầu nhanh cho xe nó vượt thoải mái. Xe được trang bị ở đây là một cái màn hình giải trí của nó này. Đây là màn hình giải trí của nó. Màn hình này là màn hình MyLink của hãng. Màn hình này là độc quyền. Màn hình này thì có thể tích hợp được là điện thoại Android này hoặc là điện thoại iPhone của chúng ta rất là tiện lợi. Kèm theo đây chúng ta có thể là kết nối được những thiết bị như là điện thoại này, Bluetooth này hoặc là các thiết bị không dây khác. Đó. Đây là chỉnh độ gió này. Gió. Chúng ta thấy ở đây là có chế độ sấy kính trước, sấy kính sau. Rất là tiện lợi. Xe này thì mình thấy là với cái khoảng mà không gian của mình ngồi ở đây á, thì mình thấy là tầm nhìn của mình rất là thoải mái. Đó. Chúng ta có thể là nhìn được hầu như là bao quát xung quanh xe và có thể là kiểm soát được là cái hành trình của chúng ta. Đó. Mình thấy đây là một cái màu rất là đặc biệt, màu cam, màu cam cá tính, rất là tốt. Màn hình đây là màn hình trung tâm, chúng ta có thể điều khiển được là rồi. Kính chào các bạn, mình kính chào quý vị và các bạn. Các bạn có nhu cầu hoặc là bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về xe là cần thông tin hỗ trợ gì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Mình là Sinh, số điện thoại 0904 629 519. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi.